đây là em thấy có một ngôi nhà. Để em quay kỹ ngôi nhà này mọi người coi ha. Nhà này đúng là kiểu nhà trước năm 75, mái ngói. Hiện tại là nơi tập kết giữa các phế liệu. Dạ, xin được mến chào quý ông bà, cô bác, cô chú, anh chị, các bạn cùng đến với kênh YouTube của em, kênh Lang Thang Nha Trang. Hôm nay trong video này em xin mời quý ông bà, cô bác, cô chú, anh chị, các bạn hãy cùng em đi lang thang trên cung đường Nguyễn Thiện Thuật. Dạ, và con đường này ngày xưa mang tên là đường Lê Văn Duyệt. Con đường này hiện tại là rất là sầm uất và náo nhiệt. Tuy nhiên thì trong cái đợt dịch Covid vừa rồi thì đã biến con đường này trở nên vắng vẻ. Rồi khu phố Tây ở khu cuối đường là rất là ảm đạm luôn mọi người. Và nơi em đang đứng ở đây là một cái góc ngã ba đường, đường cắt ngang qua đây là đường Lê Thánh Tôn. Phía chỗ cái xe đô thị đậu đó là có một cái con hẻm đi vào xóm Nhà Cháy, có thể thông qua được đường Hoàng Hoa Thám. Ở ngay đầu đường ở đây thì có một cái quán cà phê Highland nằm trong cái khuôn viên của tòa nhà Vincom của tập đoàn Vingroup. Bên đây là có một cái khách sạn Asiana Hotel 4 sao. Khách sạn này là thuộc công ty dây khóa kéo của tỉnh Khánh Hòa, ISE. Dạ rồi, và bây giờ thì xin mời mọi người hãy cùng em đi lang thang trên cung đường này. Đây là một cái khu condotel của Vincom, một cái khu căn hộ và khách sạn rất là lớn. Còn phía bên đây là một cái khu căn hộ húp, mặt sau là giao với lại đường Nguyễn Thiện Thuật, Lê Văn Duyệt. Còn mặt trước là giao với lại đường Tô Hiến Thành. Hôm nay thời tiết rất là đẹp, mát mẻ. Ở Nha Trang nói riêng và cả Việt Nam nói chung thì mỗi buổi sáng là bà con của quê nhà là có những cái buổi cà phê tán gẫu, ăn sáng, rồi sau đó mới vào công việc làm hàng ngày. Khoảng một quỹ thời gian cũng rất là dư dả. Khu đầu đường ở đây phải nói là thật sự rất là hiện đại. Những cái hàng ô tô đậu, rồi những cái building. Một cái bộ mặt của thành phố Nha Trang vào năm 2022 rất là phát triển. Ở góc bên đây có một cái ngõ hẻm sẽ thông qua được đường Tô Hiến Thành, sẽ giao với lại đường Nguyễn Trung Trực. Ở khu này thì có thể là sẽ không còn những cái căn nhà cổ như hồi xưa. Ở đây là em thấy có một ngôi nhà. Để em quay kỹ ngôi nhà này mọi người coi ha. Nhà này đúng là kiểu nhà trước năm 75, mái ngói. Hiện tại là nơi tập kết giữa các phế liệu. Con chào bà ngoại. Bà ngoại khỏe không ạ? À? Bà ngoại là người ở đây luôn ạ? À? Bà người Đà Nẵng nhưng mà bà đi bộ đường nhỏ giờ bà vô bà ở đây. À. Ước năm 75, 76 rồi. Dạ. Hiện tại bà ngoại ở đâu? Ở đây. Ở nhà đây luôn. Nhà đây trước năm 75 đến giờ. Ngoại còn nhớ gì về cái con đường này trước năm 75 không ngoại? Nhớ là nhớ cái gì con. Dạ con ngồi đây ha. Ừ. Con nhớ là nhớ cái gì. À, ngoại còn nhớ có con đường này trước đây không? Tức là đường này ngày xưa mang tên gì? Đường Lê Văn Diệp. À dạ đúng rồi. Lê Văn Diệp rồi hồi nó chế độ cũ nó ở đây nè. Dạ. Nhà sát nhà đồ quá trời chục những đại cả. Con dạ. Bay, con bay đây hả? Dạ dạ rồi. Cũng đây hả? Dạ ngoại cứ kể tiếp đi. À, cái là trước là mẹ làm nó bà đi tới đây. À, chào ngoại con đi ha, chúc ngoại sức khỏe nha. Bữa nào có điều kiện này con trở lại đây con thăm ngoại. Gặp bà thích gặp con nữa. Vậy dạ dạ rồi dạ dạ bữa nào con gặp ngoại sau ha. Dạ chào ngoại. À, ngôi nhà của ngoại rất là đẹp. À, ngoại có kể là mấy người Tây á, mấy người nước ngoài tới đây thấy ngoại ngồi vậy nè, rồi ngỏ ý muốn thuê hay là muốn mua căn nhà của ngoại đó mà ngoại không có bán. Ngoại chỉ qua mấy cái căn nhà cao tầng thì họ không có khe, họ chỉ thích cái ngôi nhà của ngoại thôi. Dạ rồi, và bây giờ em sẽ tiếp tục di chuyển trên cung đường này. Có thể là trong những cái hẻm vẫn còn những cái căn nhà cổ. Một vòng nữa đây nè mọi người ha. Góc bên kia là đầu đường Nguyễn Thiện Thuật, Lê Văn Duyệt ngày xưa, Lê Thánh Tôn đi vào. Ở đây có một cái ngõ hẻm. Em sẽ khám phá khu vực trong đây. Phía xa kia mọi người, phía xa kia có một ngôi nhà mái ngói theo cái kiểu kiến trúc ngày xưa. À, trong những cái video trước thì có thể là kể cả video ngày hôm nay em cũng có hỏi thăm một số bà con còn ở trên cái cung đường mà em quay thì họ đều là những người mới. Thì những bà con mà ở đây từ xưa đến giờ rất là ít. Một phần là đã qua đời, một phần là đã bán nhà đi nơi khác. Ở đây là có một cái căn nhà kiểu mái ngói ngày xưa. Căn nhà đây cũng vậy nè mọi người, cũng thuộc dạng nhà cổ, có cái giếng nước bên trong. Nhà đây có cái giếng nước. Ở góc bên đây cũng là một cái hẻm, tuy nhiên thì chỗ đó hầu như là mới. Rồi họ xây nhà cao tầng, rồi thậm chí là những cái căn chung cư ở trong đó. Ở bên đây thì có một cái tòa nhà Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa. Ở đây có một cái ngõ hẻm, em sẽ đi vào trong đây tiếp tục. Dạ xin chào mọi người. Em quay về YouTube á, em làm về cái Nha Trang xưa và nay. Quay ngoại được không ngoại ơi? Con chào ngoại. Ngoại mặt này là quay gì? À ngoại ơi, ngoại ở đây từ năm nào vậy ạ? Đây năm 80. À ngoại ở đây năm 80 ha. Ừ. Dạ chào ngoại, chúc ngoại sức khỏe ha. Chào. Dạ chào mấy chị. Ở trong đây thì nhà cửa rất là khang trang. Đây có một cái giếng nước. Một cái cây mận. Không biết mọi người có thể hình dung ra được quang cảnh của ngày xưa, đường Lê Văn Duyệt ngày xưa như thế nào ha. Có một cái giếng nước với cây mận ở đây. Trái cũng rất là sai. Em xin phép hái thử một trái đi, gọi là hái trộm luôn ha. Ngọt ngọt chắc chắc, rất là ngon luôn mọi người. Em phát hiện được đầu đường ở đây, đầu cái đường hẻm này có một cái ngôi nhà cổ. Con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại khỏe không ạ? Khỏe. Dạ ngoại ơi, ngoại ở đây từ năm nào vậy ạ? Hồi giờ thấm tới bây giờ. Là sau hay trước ạ? 75. À từ năm 75 đến giờ. Dạ. Con cảm ơn ngoại ha. Ngoại từ sau năm 75 là khi nào mới đổi tên thành đường Nguyễn Thiện Thuật đây ngoại ha? Đường Nguyễn Thiện Thuật thì đổi lúc nào tôi không biết. Dạ. Tôi chỉ biết cái đường Nguyễn Thiện Thuật thôi. Hồi tôi ở trên căn cứ tôi về là tôi ở đường Hoàng Hoa Thám. Dạ. Xong tôi nhận nhà đây rồi tôi lên đây thôi cho tôi biết. Dạ dạ rồi dạ. Cảm ơn ngoại ha. Chúc ngoại sức khỏe. Chào ngoại. Dạ rồi, và bây giờ em tiếp tục di chuyển trên cung đường này. Có thể là đường này những người ở trước đây hầu như đã không còn. Chỉ có những người lớn tuổi, tuy nhiên họ cũng về đây từ sau năm 75. Dạ vâng, và ngay ở góc đường này em xin phép mời quý ông bà, cô bác, cô chú, chị các bạn hãy cùng xem lại một cái tấm ảnh ngày xưa. Đường Lê Văn Duyệt ngày xưa là như thế này mọi người ha. Dạ và bây giờ thì em sẽ tiếp tục khám phá nơi đây. Em có một cái thông tin muốn gửi đến bà con về cái con đường này. Có một cái sự kiện ngày xưa thì em không biết là có đúng hay sai. Nếu như sai thì em xin mọi người lượng thứ bỏ qua. Hoặc là mọi người có biết thêm thông tin gì thì có thể chia sẻ bằng những cái bình luận ở bên dưới. Đây là một cái con hẻm tiếp theo. Hẻm ở đây cũng rất là rộng, khang trang. Tuy nhiên thì hầu hết đều là những ngôi nhà mới. ở trước mặt đường này, con hẻm này thì mọi người có thể thấy đây là một cái khu nhà chung cư của đường Nguyễn Thiện Thuật. Ở đây cũng rất là lâu rồi. Dạ, và ngay góc đường này xin mời mọi người hãy xem lại một bức ảnh hồi nãy để chúng ta hãy cùng hoài niệm về một Nha Trang ngày xưa. Ở đây thì góc này ngày xưa thì có một cái ngôi nhà của ông Hiển. Lúc đó là ông là một vị bác sĩ. Thì, sau một đợt mà bị ông Hà Thúc Nhân, ông bác sĩ khác phát hiện ra một cái vụ việc gì đó, rồi xảy ra một cái sự việc rất là kinh thiên động địa thời bấy giờ giữa bác sĩ Hà Thúc Nhân và bác sĩ Hiển. Nếu như quý ông bà, cô bác, cô chú, chị, các bạn nào có thêm thông tin thì hãy chia sẻ bên dưới ha. Đây là cái công ty xăng dầu Phú Khánh, cái góc mà ngay sát bên của cái bức ảnh ngày xưa. Góc bên trái của màn hình đó là một cái khách sạn quốc tế, một cái khách sạn cũng tồn tại rất lâu ở đây. Góc bên phải là đường Bạch Đằng, một đoạn đường Bạch Đằng sẽ giao với là đường Tô Hiến Thành, rồi đâm ra thẳng đến đường Phước Hải cũ ngày xưa, bây giờ là đường Nguyễn Trãi. Dạ, vì con đường này nó cũng khá là dài cho nên là đến đây thì em xin kết thúc phần 1 của video này. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô bác, cô chú, anh chị, các bạn ở video tiếp theo về phần 2. Em xin cảm ơn ạ.